anh chị, ngày mới ăn lành rất vui gặp lại cô chú anh chị trên kênh Map Miền Tây. Cô chú anh chị, hôm nay chúng ta làm một lộ trình đầu năm nha, vòng quanh chợ mới nha cô chú anh chị. Dạ, cuối năm thì mình cũng vòng quanh để xem bà con mình sinh hoạt mua bán về cuối năm như thế nào, công việc hối hả như thế nào. Còn bây giờ ra Tết rồi, đầu năm rồi thì mình cũng đi một vòng xem bà con mình trở lại với công việc đường phố sẽ đông hơn. Về quê ăn Tết rồi, bây giờ trở lại với công việc ở khắp nơi thì xem đường phố có khả quan hơn, đông đúc hơn không nha cả nhà. Dạ, xin mời tất cả bà con mình cùng với Kim làm một lộ trình nha. Xin mời. Chúng ta đang xuất phát là ở bến đò, khu vực bến đò Chợ Thủ nha cô chú anh chị.
Cầu Tân Long đi qua Đồng Tháp nha cả nhà. Mình đến chợ nhỏ này nè. Thank you.
đây là công viên Nguyễn Hữu Cảnh nè cả nhà. Dạ, và chúng ta đã bước đến vào trung tâm của huyện Chợ Mới rồi nha. Trên con đường này thì cũng có trường học nè, rồi cũng có kho bạc nhà nước cũng như là bưu điện của huyện cũng gần kề bên luôn nha. Hãy chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhé.